Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin về chân dung người con trai giống cha như lột của ông Dũng Lò Vôi. Trong số 3 người con với người vợ cả Trần Thị Tuyết, người con cả Huỳnh Trần Phi Long được biết đến nhiều nhất và được cha rất mực yêu quý. Đại gia Dũng Lò Vôi đã từng giao vị trí tổng giám đốc công ty Đại Nam sau khi công ty Thanh Lễ thành lập năm 1996, sau đổi thành công ty Đại Nam. Sau khi xuất ngũ, ông Huỳnh Huy Dũng vào sinh sống ở Bình Dương và kết hôn với bà Trần Thị Tuyết, lớn hơn 6 tuổi, là con của ông Ba Thu, giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé lúc bấy giờ. Sau đám cưới, tài sản duy nhất của vợ chồng ông Dũng là chiếc xe máy cũ trị giá 3 chỉ rưỡi vàng của bố mẹ vợ cho con gái làm hồi môn. Ông bố vợ xin cho con rể làm vào nhân viên phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Bình Dương. Một thời gian sau, ông Dũng được chuyển qua phòng hậu cần. Ông Dũng và bà Tuyết có 2 con trai và con gái út. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này đã kết thúc sau ngày lễ mừng thọ linh đình 10.000 khách mời của mẹ ông Dũng không lâu. Người quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này là đại gia Dũng Lò Vôi. Bà mẹ và các em, ông Dũng không một ai đồng tình với việc này. Ông Dũng tuyên bố từ bỏ tất cả để chấm dứt bi kịch đó. Bà Tuyết đã chấp nhận ly hôn. Sau mấy lần không đồng ý, bà Tuyết và 3 đứa con yêu cầu tài sản chia làm 3 phần, ông Dũng 1 phần, bà Tuyết 1 phần, 3 người con 1 phần. Trước khi chia, nhờ một cơ quan quyển tám độc lập xác định rõ tài sản công nợ, ông Dũng khi đó đã đề nghị tòa không can thiệp việc phân chia tài sản mà để hai bên tự giải quyết. Trong số 3 người con với bà Tuyết, người con trai đầu tên Huỳnh Trần Phi Long từng được ông Dũng giao vị trí tổng giám đốc công ty Đại Nam sau khi công ty Thanh Lễ thành lập năm 1996, đổi thành công ty Đại Nam. Có thể nhận thấy, Phi Long từng nhận sự yêu quý rất lớn từ người cha. Khi vị đại gia này quyết định lấy tên con đặt tên cho một công ty do ông thành lập, công ty Phi Long. Ngoài cương vị trên, Huỳnh Trần Phi Long thường xuất hiện dưới danh nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sóng Thần, một trong những danh mục kinh doanh nổi bật của tập đoàn Đại Nam. Tuy là một trong những doanh nhân trẻ có tiếng tăm, có người cha nổi tiếng đỡ đầu như Phi Long, được đánh giá là người khá kín tiếng. Trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn trên báo Doanh Nhân Sài Gòn, con trai cả của ông Huỳnh Huy Dũng từng tâm sự: gia đình tôi có 3 anh em, tôi là anh cả nên sớm hiểu nỗi gian truân của cha mẹ trong quá trình tạo dựng cơ nghiệp, vì thế tôi thấy mình phải giữ chọn bổn phận giữ gìn phát triển. Thời còn học tiểu học, tôi thường được cha cho đi theo trong những lần giao du, gặp gỡ bạn bè, thậm chí cả khi bàn bạc đàm phán chuyện làm ăn. Lúc đầu tôi không quan tâm, nhưng dần dần lắng nghe, tôi bị cuốn vào những chuyện làm ăn của người lớn. Thấy kinh doanh luôn phải tư duy, tìm tòi cái mới, luyện cho mình nhiều đức tính, hay như sự bình tĩnh điềm đạm khi đối mặt với tình huống xấu nhất. Và có lẽ tôi thích kinh doanh từ đó. Nói về ngoại hình giống cha như lột, vị doanh nhân trẻ tuổi cho biết: chỉ giống hình dáng và một vài sở thích thôi, còn tính cách thì tôi đang phải học hỏi nhiều ở cha. Cha tôi là người có chí, mạnh mẽ và quyết đoán. Đã quyết làm việc gì thì dù có ai ngăn cản, gièm pha cũng khó thay đổi. Nhiều dự án của cha tôi bị cho là điên rồ, không ít nhân viên cộng sự hoài nghi, nhưng cha tôi vẫn thuyết phục mọi người bằng tầm nhìn sắc bén, có cơ sở và sự tự tin. Ngay cả lúc công việc kinh doanh bế tắc, cha tôi vẫn tạo ra sự an tâm cho những người xung quanh. Từ tính cách của cha, tôi hiểu ra một người kinh doanh thành công thì phải có ý chí, biết truyền niềm tin cho mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.